Rồi em mời anh vào. Bạn ghép luôn. Dạ đi vào anh, đi vào. Rồi, Thành Nguyên chào anh nha. Rồi, em chào hai chào thầy hai chồng Thành Nguyên nha. Chúc khỏe như sức khỏe tốt nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Rồi, bây giờ anh cho em hay nào, ngày hôm nay anh đến từ đâu anh ạ? Đến từ Đồng Tháp. À, từ Đồng Tháp ha. Dạ. Rồi, bây giờ anh giới thiệu cho em là họ tên mình là gì, sinh năm bao nhiêu và công việc mình sao anh ha? Anh thì tên họ anh là Phan Thanh Sang. Phan Thanh Sang. Sinh năm 1978. À, 1978. Dạ. Rồi anh Sang hiện tại bây giờ đang làm gì anh ạ? Anh thì ngày sửa xe Honda với hàng. Sửa xe Honda. Ừ. À. Mở tiệm anh làm. Dạ, dạ. Rồi công việc đó mang lại cái thu nhập cho anh Sang như thế nào? Anh chia sẻ cho em xíu nào. Nói chung cũng ổn định. Bình quân như thế nào anh ha? Cũng sống được thôi, vì mình mướn mặt bằng mình làm chỗ nào, thí dụ như mình thận thì mình ở lâu, chỗ nào mình không thận thì mình đi, nó mau vậy ta. Ôi vậy hả? Có nghĩa là chỗ nào làm được thì mình làm, còn không là mình cứ chuyển đi vậy hả? Không là mình chuyển đi vì mình mướn mặt bằng. Dạ, như vậy rồi nó có ổn định không? Bởi vì như được. Qua chỗ mới là mình phải làm lại từ đầu á. Thì phải ổn định, nói chung mỗi lần đi là mình khách mắc hết rồi. Mình phải tạo lại. Dạ. Bởi vì thí dụ nhiều khi ta cho mình mướn mà cái chỗ đó mình làm ăn được, cái ta nâng giá. Ta nâng giá mà mình chịu không nổi thì mình phải vong. Nó khổ vậy. Ta đâu có hợp đồng dài với mình. Dạ dạ. Thí dụ ta hợp đồng dài thì mình chưa biết là về cái cụm đất đó mình có làm ăn được hay không. Rồi ok, bây giờ anh Sang cho Thành Nguyên hay về cái tình trạng hôn nhân của anh nè. Tình trạng hôn nhân của anh thì nói chung là anh đi vậy nay cũng mười mấy năm rồi. Tại vì hồi đó là vì anh nghèo, bên anh nghèo. Dạ, mười mấy năm rồi anh? Nay cũng 15, 16 năm rồi. Vâng. Dạ. À, anh Sang thì có mấy người con? Hai người con. Lớn chưa anh? Lớn nay 23, 24 tuổi. Con bé sau thì... Hai đứa, sinh năm 1 hết. À, vậy hả? Sinh đôi luôn hả? Sinh năm 1 chứ không có sinh đâu. À, trong một năm mà sinh hai đứa? Rồi, hai đứa thì cũng nghề, có nghề sửa xe hôm nay cũng có nghề vậy đó. À, vậy hả? Thì nó đi làm cho người ta, ví dụ như mình mở tiệm cho nó mà nó không thích thì nó làm cho người ta. Nhưng mà có sống cùng anh không hay là sống cùng nó với mẹ? Nó thì có cái nhà ở ngoài này, ở ngoài quyền Cao Lãnh ở ngoài này. À vậy ha. Vậy là anh cũng sống riêng chứ không có sống chung với ai hết ha? Anh không chung với ai hết, nói chung ai cũng có gia đình hết rồi. Anh cũng có cái sự riêng tư của anh, là cái nhà của anh thì chiều anh chạy về anh đốt nhang, còn cái chỗ anh ở là anh thuê anh ở anh làm. Anh để sửa xe thôi. Vâng. Còn cái nhà của anh thì chiều anh phải chạy về anh đốt nhang, chạy ra. Bởi vì tiệm đồ đạc của mình với xe cộ đồ của khách mình đâu có dám bỏ được. Dạ. Khi anh Sang đến với chương trình của em thì các con cũng như người thân của anh có ai biết và ủng hộ cho anh không? Biết chứ. Nói chung thì anh thì muốn tới để mà cái kinh của thầy Nguyên thì trước nhất thì anh cho anh chào cho cộng đồng mạng, chào tất cả anh chị cô bác trên cộng đồng mạng nhiều sức khỏe trong ngoài, trong nước ngoài nước, cho nhiều sức khỏe. Anh thì nói chung là anh muốn tìm lại cái nửa mảnh ghép còn lại, ví dụ như nhiều khi mình bệnh hoạn đồ. Mình cũng có người hữu hỷ, bởi vì thí dụ giờ mình bệnh còn có bà già không, bà đâu có lo mình, bà lớn tuổi bà yếu rồi. Dạ. Là bây giờ là anh vẫn đang nuôi mẹ già. Anh thì nói chung là nuôi, thí dụ bà thích chỗ nào thì đi chỗ nấy thôi, chứ không có nói là anh thì anh, nó là giới chính đó. Dạ. Rồi trong khoảng thời gian mười mấy năm anh chia tay vợ đó thì anh có quen và tìm hiểu thêm ai khác không? Không, anh không tìm hiểu ai. Vậy không đó hả? Anh chủ yếu là anh để làm, đã bên kia đã người ta đã khi bên mình rồi. Dạ. Anh chủ yếu anh làm cái đó cho nó ổn định, nhà cửa đâu nó cho nó cơ bản rồi đó. Thì anh mới tính cái cuộc sống của anh, chứ còn giờ chưa có gì hết rồi. Anh đâu có tính cuộc sống với anh, cho nên giờ nó cũng ổn định lắm rồi, cho nên anh mới có tính cuộc sống của anh. Rồi anh Sang là cũng có nhà riêng đúng không? Nhà riêng. Rồi bây giờ Thành Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính này. Hôm nay anh Sang cũng đã đọc cái bản cam kết của Thành Nguyên và cũng đã ghi thông tin vào đó rồi đúng không ạ? Và Thành Nguyên cũng đã thấy anh ký vào sẵn luôn này. Với cái bản cam kết đó thì anh thấy có vấn đề gì đối với anh không? Không, bởi vì nói với Thành Nguyên là mình người thật việc thật, mình không có sợ gì.
Dạ. Cái bản cam kết này đó thì thực ra Thành Nguyên nói khá là nhiều trên nhiều cái clip khác rồi. Và đúng lý ra đó thì Thành Nguyên chỉ nói trên một số clip thôi. Nhưng mà có vẻ như là một số cô chú anh chị clip nào mà Thành Nguyên nói ấy, thì mọi người lại không có xem hay sao đó. Thành ra là clip nào Thành Nguyên cũng có nhắc về cái bản cam kết này. Thì dù là nó có hơi mất thời gian một chút xíu thì quý vị cũng thông cảm giùm Thành Nguyên. Bởi vì có nhiều người mà mới vào sau đó thì cũng chưa biết được cái cách thức tham gia chương trình của Thành Nguyên nó như thế nào, thì Thành Nguyên cũng nói đây. Thì nếu như có phiền thì quý vị cũng thông cảm giùm Thành Nguyên. Và Thành Nguyên cũng nói luôn rằng là ai mà đến với chương trình của Thành Nguyên tất cả đều phải đi về đây ghi hình thực tế. Chứ Thành Nguyên không có làm qua Zalo, không có làm qua điện thoại đó. Cho nên là nếu như quý vị nào mà sắp xếp đi về được thì cho Thành Nguyên hay, để Thành Nguyên sẽ đặt lịch phỏng vấn. Còn nếu như không có đi được thì không có cách nào. Dạ. Nói chung cái này Thành Nguyên làm cái này cũng là cái điều hay thôi, điều tốt thôi chứ không có cái gì hết. Bởi vì nếu mà người thật việc thật ta mới dám lên như này, chứ còn nếu giả dối mà lên cộng đồng thì chắc ta không dám lên. Dạ. Thứ hai nữa là anh thấy cái anh cũng mới xem kênh của Thành Nguyên thôi. Anh thấy là hay, thí dụ như mình lên đây là để thứ nhất là cái gì, thí dụ như cơ bản là nó thật còn nó dễ hơn, chứ còn ở ngoài thì cơ bản mình tìm hiểu nó cũng hơi bị khó khăn hơn, là hoàn cảnh ta ý thích người ta thế nào cũng khó khăn. Cho nên là anh thấy cái kênh Thầy Nguyên nhiều cái, nhiều chị nhiều cô bác mà nói cũng có hay nghe hay, thì anh mới điện cho Thầy Nguyên rồi hôm nay anh mới sẵn đi công chuyện anh chạy qua luôn. Dạ. Rồi thì anh Sang cũng đã hiểu cái thủ tục của Thành Nguyên rồi, thì Thành Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính ha. Ngày hôm nay thì anh Sang đến với chương trình của em thì anh mong muốn bày tỏ như thế nào tới cho các cô nè? Anh thì trước nhất, ví dụ như anh thì nói chung không cần phải vợ đẹp xấu gì hết trơn. Chỉ thứ nhất là biết cha biết mẹ thôi, nó hiếu thảo với ông bà, chứ lo lắng chồng con là chồng trên thuận dưới hòa với chồng con nó làm ăn. Có ngày nói chung là anh chủ yếu là gì đầu vô làm thôi. Nhưng mùa anh thì nói chung là chỉ ví dụ như có lúc có khách thì anh làm xe, còn lúc mà không ấy, ai kêu chạy xe thì anh cũng chạy xe. Dạ. Vậy đó. Là anh chỉ cần tìm một cái người mà biết trên biết dưới, hiếu thảo với ông bà thôi. Với ông bà cha mẹ đấy ha. Vậy nhưng mà bên anh thì còn chỉ có bà mẹ thôi. Rồi anh mong muốn độ tuổi của các cô từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu ạ? Anh thì anh không quan trọng gì cái vấn đề độ tuổi lớn hay nhỏ. Anh chỉ là cần thiết nhất là chỉ có hiếu thảo với ông cha mẹ thôi. Nói chung không phải là bên anh không. Dạ. Mà bên người sau này nó cũng phải vậy chứ. Dạ, dạ. Cái kiểu như thí dụ giờ mà có thương anh cỡ nào đi chăng mà cha mẹ mà chữ anh thấy anh cũng phái nữa, cho nên anh thấy không mãn ở chỗ đó đó. Tại vì lúc trước ngày xưa thì cũng vì anh nói với em là hoàn cảnh anh quá, nói chung là khổ. Thậm chí bên vợ anh nói một câu như thế này, nó nói mẹ ơi, cái thằng mà không có ruộng đất thì nữa sao này mày lấy cái gì để mày sống, lấy gì mày bán để mày ăn. Anh thì anh sống như nghề nghiệp, và lúc trước thì anh làm cho hãng, mà sau này anh về anh mở tiệm anh. Dạ. Em mút cho nó thành đạt hết rồi là mình mới mở tiệm. Dạ, dạ. Giờ nhà kia thì của anh có sẵn rồi đó. Ví dụ như mà bởi vì trong của anh thì cái đường nó hơi nhỏ, cái đường cũng đường nhựa nhưng mà nhỏ bằng phân nửa, hơn phân nửa cái đường bên đây. Trong đó thì nó xe cộ nó ít, cho nên là anh ra anh mướn ngoài cái đường lớn anh làm. Dạ. Rồi anh tính sau này mà kết nối thành công thì anh sẽ rước chị về bên anh chứ hay sao? Nói chung về bên nào cũng được chứ không nói là nhà anh thì nói chung giờ nào nhà cũng bỏ không nó chứ không đó. Anh thì thờ ông bà mà đáng lý là em út nó thờ, nhưng mà anh thì anh thờ hết rồi. Bây giờ anh cắt cái nhà đó là anh thờ luôn. Còn cái nhà ngoài huyện thì con anh đó. Thực ra em thấy cái mong muốn của anh Sang thì cũng rất là đơn giản. Độ tuổi thì không quan trọng. Độ tuổi không quan trọng, chủ yếu là anh chỉ nói là chủ yếu là biết trên biết dưới, hiếu thảo là được rồi. Cha mẹ là được rồi. Thế còn ở nhà mà ở nhà thì chữ bóp trời mà đi chùa, đi bủa, đi chùa lại rồi không? Cho nên là cuộc sống của anh là chủ yếu là đẹp xấu anh cũng không thành vấn đề, đủ tuổi tác anh cũng không thành vấn đề. Ví dụ như có lớn hơn vài năm ba tuổi hay là nhỏ hơn anh vài năm ba tuổi, 10 tuổi nhân dân hay là lớn hơn 10 tuổi nhân dân cũng vậy. Nhưng mà chủ yếu là thứ nhất là có hiếu thảo với cha mẹ, bên nào cũng vậy. Còn cái chuyện làm ăn thì ví dụ như vợ chồng nhau, năm năm nhau dễ sống. Còn anh thì nó là như vậy, cho anh mong muốn như thế thôi. Chứ anh không cần phải là đẹp xấu hay là bên vợ giàu hay là bên mình giàu hay là như thế. Anh chỉ mong muốn cái người thật nó là vậy thôi. Vâng.
cái mong muốn thế thì quá đơn giản. Và cuộc sống hôn nhân thì cũng chỉ cần những cái điều đó đấy anh ha. Có như thế thì nó mới êm đềm được, chứ mà còn không thì cũng hơi sóng gió đúng không? Em thì nói chung là nhiều, không biết bao nhiêu năm chìm 8-9 cái nổi rồi, cho nên là bây giờ lên xuống hoài, cho nên là cái tuổi ngọ của anh là làm như là nó bây giờ từ năm 40 này nó mới chững nổi. Vâng. Nó mới ấy lại cái phòng mấy cái lúc trước là đó. Là mang mà vừa phát lên là đầu sụp bẫy. Không bị xe cổ rồi cũng bị chuyện này chuyện kia rồi đó. Không năm, cái này thì cũng cái khác nó đưa tới ấy ha. Như năm rồi, năm 43 thì anh cũng đang làm sửa xe vậy. Cái tự nhiên rồi đó, nó mệt cái đưa lên bệnh viện Chương Dương rồi bất tỉnh luôn. Đang chạy xe bình thường như sửa xe nhà bình thường lương lắm. Cũng mấy ngày trời. Nằm phòng lạnh cũng mấy ngày trời, chỉ người ta cũng làm cũng đâu, cuối cùng không có cái gì. Cũng về bình thường. Trong cuộc sống thì anh Sang có những cái thú vui như rượu chè, cờ bạc, rồi cá độ này kia cái nọ không? Anh chia sẻ cho em xíu nè. Anh thì nói chung là không có cái vụ mà cờ bạc, mà cũng không có cái vụ số đề, có chỉ số kiến thiết. Thì cái mong ước lớn nhất của anh là bây giờ làm sao mà anh chỉ mua tấm thôi, ngàn tấm, hai tấm vậy đó. Chúng tấm, hai tấm, mình thứ nhất là mình mua cái miếng đất rồi mình làm mồ mả ông bà của mình, xong rồi thứ hai đó mình có cái mặt tiền để mình sửa xe, mình cũng như mình ăn. Mình không có mướn thuê người ta, mình phải đóng năm mấy chục triệu. Anh chỉ có mong ước lớn nhất của anh thôi. Còn nói chung mà thí dụ như người vợ anh sau này, thí dụ như bên nào, nói chung bên nào anh sống cũng được, chứ không phải là đặc trưng là giờ bên nào. Chỗ nào anh làm ăn được là anh ở, chứ không có nói năng gì chỗ nào, riêng chỗ nào. Rồi nếu như các cô mà đang đang có con mà đang nuôi con đó, thì nó có vướng bệnh gì đối với anh Sang? Cũng không có nhấn mạnh gì. Đầu là anh chỉ nói với cái điều mấy cái yêu cầu, mấy cái yêu cầu của anh đầu tiên này, chứ anh không có dướng bận gì cái vấn đề gì. Thì con người ta cũng như con của mình, ví dụ như mình biết nói nó mà nó nghe thì mình lo cho nó bình thường thôi, chứ có gì đâu. Còn sẽ khi có người ta cũng như, ví dụ như mình thương con người ta, ta mới thương con mình. Chứ bây giờ mình nghĩ đi, ví dụ như mình không thương con người ta, biểu người ta thương con mình sao ta thương được. Nó là vậy, mình thương mẹ là phải bế con, cái đó là vậy thôi. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là anh là chủ yếu là ví dụ người vợ thì hiếu thảo cha mẹ ra đường, ví dụ như dù có ghét cũng gặp mặt rồi cũng cười hỏi ông bà rồi, nhưng cho nó chứ còn kiểu mà gặp mà đi đâm đầu đi tới không. Cũng như bây giờ anh làm nghề cũng vậy, thì anh phải làm rất vui vẻ, dù cái người đó như thế nào anh nói chuyện cũng vui vẻ, anh cười giỡn chứ không có cái gì hết. Rồi thì những cái tâm tư, những cái chia sẻ của anh Phan Thanh Sang đến từ Đồng Tháp thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì không biết là có cái điều gì Thành Nguyên chưa hỏi mà anh Sang muốn chia sẻ thêm nữa không ạ? Anh thì anh chỉ cần nhất là nữ cái mảnh giác sau này vợ con anh, ví dụ như chủ yếu là hiểu biết với nhau, chồng trên thận với hòa sống thẳng đời. Còn lại anh thì có nhà, ví dụ sống bên anh cũng được, mà anh về bên vợ cũng được. Ở chỗ nào anh làm ăn được là anh ở, chứ không nói là về bên nào mà không có, không nói là ở đâu. Nói chung chỗ nào mình làm vợ chồng làm ăn được là mình cứ ấy. Còn nhà cửa thì mình cứ đóng cửa để đó, chiều hoặc là mình chạy về. Mình đốt nhang đốt đèn ông bà. Chứ giờ thí dụ như bây giờ em mở trong cái nhà mà thí dụ nhà trong mặt tiền nhỏ mà em không làm ăn không được thì em mở đó em cũng chết. Nhà mình sống gì nghề nghiệp thì nhờ cái mặt tiền lớn, xe cộ nhiều thì mình mới làm mới sống được, chứ mình có tiền thì mình mới. Rồi ok anh, thì những cái tâm tư, những cái tình cảm của anh Sang thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Để sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô. Cô nào mà thấy anh Sang mà dễ thương, dễ mến mà phù hợp đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên, thì Thành Nguyên sẽ đặt lịch phỏng vấn thôi. Cuối chương trình anh Sang có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các cô cũng như quý vị vài điều không ạ? Anh cũng có nhắn nhủ về các cô, các chị vài điều là cái chân thật của mình thì mình nói vậy đó. Thí dụ như ai mà thấy thích mình hay như thế nào thì đến với mình, đến với anh Sang thôi. Chứ còn anh thì cái tính anh chân thật thì anh có cái gì thì anh nói. Chứ anh thì anh thí dụ như nhậu nhạc rồi này nọ thì trừ khi là khách hàng lâu lâu thì mình nhậu, hoặc là chuyện làm ăn thì mình phải nhậu nhẹ. Chứ không phải là mỗi ngày nhậu, nó là
Dạ. Rồi thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh Sang sang năm mới thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm tìm được cái ý trung nhân như mình mong muốn ha. Dạ. Cũng chúc của chương trình, anh cũng chúc là anh cũng chào các anh, các chị, các bác ở trên trong nước, ngoài nước. Dạ. Nhiều sức khỏe và tốt nhất. Dạ, cảm ơn anh. Cũng chúc cho hai chồng Thành Nguyên nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Thì còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây. Và quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để ủng hộ tinh thần cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi em chào anh Sang nha. Có gì em sẽ thông tin cho anh hay ha. Dạ.